rồi cái đường mic nó có vấn đề thì anh em nhé. À, theo tôi nhìn thấy thì là hai cầu thủ này đều là tên đệm đều là Văn, một anh Văn Ngọ và Văn Sang. Anh Văn Ngọ thì là ở phía bên tay trái mà nhỏ các bạn, anh Văn Sang là bên tay phải và anh Văn Ngọ cũng đánh là tay chiêu luôn, anh Văn Sang bên phải thì lại đánh tay phải luôn. Không biết đây là ngẫu nhiên hay là có sự sắp xếp của ban tổ chức. Tôi thấy khá là thú vị. À, anh à, Văn Ngọ anh ấy à, dí đuôi anh em ạ. Cho anh Văn Sang một quả đuôi hữu hữu luôn rồi. Quả đuôi này tôi nghĩ là khó đấy. Khó để xử lý. Alo, ban tổ chức xin thông báo bàn thi đấu số 1 xin mời hai cầu thủ Ngô Văn Biển và Trần Văn Quyền. Xin nhắc lại ban Trả tổ chức lời xin bình thông báo luận của bạn 12 Sáng cầu thủ Hoè nhé. ra Đúng bàn rồi thi bạn đấu ạ, số giải 1 này hai cầu là thủ Ngô giải Văn Biển, Applus mở Trần rộng Văn nhé. Quyền. Tất cả các cầu thủ đều đánh đồng cơ hết. Không ai phải chấp ai cả. Đánh hai mạng. Không ai phải chấp ai cả. Dương Quốc Hoàng vừa có một pha lội ngược dòng ngoạn mục thắng rồi một trận bạn nhé. Chắc là khoảng ngày mai anh để mới tiếp tục thi đấu. Và đây cũng là lượt trận cuối cùng của ngày hôm nay rồi. 9 giờ sáng là bắt đầu là trận đầu tiên và 9 giờ tối là bắt đầu là trận cuối cùng. Xong lúc nào là sẽ nghỉ lúc đó. Rồi. Chúng ta cùng trở lại với các tình tiết trên bàn thi đấu TV. Còn 5 bi trên bảng. Ai chà. Anh Văn Sang đánh Văn Sang tay phải đánh khá là sắc nét. Rồi. Hơi thiếu lực một tí rồi. Tôi nghĩ là vẫn có thể xử lý được. Rồi. Đẹp lắm rồi. Còn một bi trên bàn nữa rồi. Ok. Tỷ số là một đều. Anh Văn Sang đã gỡ hòa tỷ số một đều.
Ok, bạn thắng Đỗ nhá. Thực chất thì là mình mình chỉ đọc tên mình tên tên của cơ thủ thôi chứ mình cũng không 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 biết đây là bạn Trịch. Thì ra đây là bạn Lê Văn Ngọ đánh với bạn Trịch à? Rồi, có một pin mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Chính là pin 1 luôn. Hình như là thiếu bếp. Không hợp lệ anh em ạ. Không hợp lệ. An Nhiệt, An Nhiệt, An Nhiệt vừa rồi chiều nay có một chiến thắng nên đang tạm nghỉ rồi bạn nhé. Chắc là khoảng ngày mai. Ngày mai An Nhiệt mới thi đấu tiếp. Bắt đuôi thành công không? Không được rồi. Anh Văn Ngọ anh định bắt đuôi cho hai chạy lên quả lỗ 10 và con cái đứng sau con 8 nhưng mà lực hơi thiếu lực một tí. Nên là ra hình phơi luôn. Anh Văn Sang anh đóng rất là chính xác các bạn. Hứa hẹn là một trận cầu này là trận cầu siêu hot kinh điển. Tỷ số tôi nghĩ là sẽ là rượt đuổi. Ai mà thắng thì chắc cũng chỉ cách biệt được một ván thôi. Mình cũng không nắm được đâu bạn à, dòng máu nóng nhá. Mình thì đang ngồi ở bên trong con đâu đây là ở trên màn hình thì biết là Văn Văn San hay Văn Sang. Ok anh em nhé, tổ tư vấn tại chỗ đã liên hệ với bên kỹ thuật kiểm tra lại tên cơ thủ trên hiện hiển thị trên màn hình livestream. Hình như là có một sự lầm lẫn gì đấy. Rất mong anh em thông cảm cho đội ngũ ekip chương trình nhé. Phơi rồi anh em ạ. Chạy đạn không thành công. Rồi. Đuôi rồi. Không nhìn thấy bậy rồi. Liệu con cái có thể đi qua thẳng được không? 6 và 7. À dùng gậy siêu tê rồi. Không thể nào mà đi qua được. Tại vì nhìn nó quá hẹp. Tôi không. Không được rồi.
vẫn là nhìn thấy bi số 5 nhưng mà hơi khó. Có một cái đường nào để cho con 5 đi vào lỗ được không anh em? Khó. Theo tôi nhận định là khó. Rồi, anh Ngọ quyết định anh chém con 5 lỗ xa, không thành. Anh em ạ. Không thành. Để lại một hình đẹp cho bạn Văn San. Rồi, hình bi có thế là mở rồi đấy. Sau một cú chốt lỗ 10 chính xác giữa lỗ thì con bi cái đã xuống. Ui rồi ôi, suýt nữa thì lắc lửa con 6 anh em ạ, một chút nữa thôi. Lỗ khá là bé hay là anh em đang đánh chưa chính xác không biết nữa. Cú ra tay rất ngọt và sắc của Văn Sàn, đánh rất chính xác. Những cú điều ra lắp đít công trình. Rồi, tỷ số được nâng lên 2-1 nghiêng về Văn Sàn. Ván đấu thứ tư. Ván đấu thứ tư. Văn San là người cầm cái phá. Có bí mục tiêu nào xuống nữa không? Không chết con nào anh em ạ. Không có một bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Trên bàn còn nguyên 9 bi. Phải tính má rất kỹ từ con 2 này ra con 3. Rồi. Một con bi cỏ đầu đánh con 2 rất là khó chịu. Thế mà anh Văn Ngọ anh vẫn cứ rót giữa lỗ. Ba vẫn còn riêng đường. Rồi. Cùng xem Văn Ngọ dọn bàn xem nó có sai số gì không anh em nhé. Ai già già. Cú lê phóng. Anh đang tính xem là sửa má kiểu gì. Đánh 5 để ra hình 6 kiểu gì đây anh em. Ừ.
không quá ngay đúng không ạ? Trả lời comment của bạn Nguyễn Dương Tuấn Tú nhé. Hai bạn này thì không ai là hạng chuyên nghiệp cả. Theo tôi được biết thì chỉ là hạng A hoặc B gì đấy thôi anh em ạ. Nhưng mà hạng nào thì chăng nữa thì vào cái giải đấu này thì cũng phải đánh đồng cơ hết. Đồng cơ hết anh em nhé. Anh em mà hạng E, hạng F, hạng G gì đăng ký vào đây mà bốc thăm dính hạng chuyên nghiệp thì anh em vẫn cứ phải đánh đồng cơ. Thể lệ thi đấu và cách thức của cái giải này là như vậy. Đánh đồng cơ. Không có tỷ lệ chấp. Một pha cắt 6 rất là ngọt ngào đến từ Văn Ngọ. Ôi giời, dư mỏng rồi. Ôi giời, quá may. Dư mỏng. Con 7 sang C qua mặt lỗ góc và đứng ra giữa băng ngắn. Con cái chạy sang C2 băng ngắn vá vào lỗ 10 đứng ở giữa bàn. Thành ra là con 7 này vẫn chưa có một giải pháp nào tốt nhất cho nó cả. Không biết là anh Văn Ngọ sẽ làm như thế nào đây. Cân luôn. Không được rồi anh em ạ. Dày quá. Bị 7, bị số 7 đi trúng băng ngắn, dội ngược lên qua giữa bàn. Cũng vẫn đưa ra một hình bi khó cho Văn Ngọ. Chúng ta cùng xem hai anh chuyền đi chuyển lại con 7 này mấy lượt cơ nữa nha. Rồi. Ý đồ của anh Văn Ngọ rất rõ ràng, đó là vừa cân vừa thủ. Cân 7 lộ tít dí cái vào sau đít 8-9. Trong công có thủ đấy anh em ạ. Thế là anh Văn San đã bị đuôi luôn. Nhảy phát này thì hên xui nhiều lắm anh em. Xui nhiều hơn hên. Khó. Xa. Đấy. Ôi giời ơi, tôi cứ tưởng là vào má trong chết chín thì thôi, cũng đến ạ. Khó nhỉ, xa. Những con bị xa này cũng gọi là anh em biết là gì không? Đường xa mắt mờ anh em ạ, đường xa mắt mờ. Rất là khó đánh. Cắt hay chạy đạn đây? Ô, cắt rồi, nhưng mà dày quá. Ôi rồi, tôi lại tưởng là nó chạy sau đứt chín nữa thì thôi, anh Văn Sàn quá đen. Hơi rồi. Nhưng mà từ 7 ra 8 thì cũng là một vấn đề đấy anh em ạ. Đấy, con bi động tác anh em để ý con bi động tác anh Văn San anh ấy vào bi động tác rất là kỹ. Ok. Không có gì khó khăn với cơ thủ hạng B anh em ạ. Khét. Đúng rồi bạn Nguyễn Dương Tuấn Tú nhá. Nhất côn nhì xa. Xa, những con xa này còn cực kỳ là khó đánh. Xa vào má mỏng nữa thì tôi nghĩ là khoai. Khó đánh lắm. Ô, anh Văn San đánh điều con 9 lỗ 10 anh em. Điều lỗ giữa luôn à? Liệu anh có thể nâng tỷ số lên được không?
Ok, ai sợi. Anh kết thúc con chín vào lỗ giữa cực kỳ tự tin luôn. Thẳng tắp giữa lỗ, không lệch ly nào. Lấy về cho mình một điểm, tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Văn San. Ván đấu thứ 5. Bình luận bão lên nhưng Ui không được lão, không chửi ai, không không, không chửi ai mà. bão lên Thôi. bão mạnh như thế nào, Cuối ngày rồi, mệt lắm rồi. không mệt cái đéo gì mà ăn thua gì, tao bình luận 8 ngày còn được. Bão lên. Vâng. Mọi người cùng cổ vũ thả tim cho hai cầu thủ nhá. Sau đây là cú phá của Văn Ngọ. Bị cái kìa. Ui giời, không được rồi. Một cú phá chết bi chủ đến từ cầu thủ Văn Ngọ. Vẫn còn nguyên bi trên bàn, không chết một bi mục tiêu nào mà lại chết con bi chủ. Cú phá chưa được đi ổn định lắm đến từ cầu thủ Văn Ngọ, chưa được ổn định lắm. Rồi, đánh hai cú lê hai bằng ra hình ba luôn. Ngon đét luôn anh em ạ. Ngon lắm rồi. Đẩy nhẹ qua mông 6 phát là đã có 5. Đúng rồi. Ép nhẹ một bằng. Lấy 6 lỗ tít xa bên trái. Chuẩn luôn. Tôi nhìn sơ qua thấy bạn Văn San này bạn đánh có vẻ là nuột nhỉ. Vào nhịp trận đấu có vẻ tốt hơn bạn Ngọ. Anh em có công nhận với tôi điều đấy không? Đúng rồi, bên bàn bên cạnh là bàn cạnh là có cầu thủ Việt bóng anh nhá, đang thi đấu. Trả lời comment của bọn Duy Trung là không loại trực tiếp được, không phải bạn nhá. Đánh cái này đánh hai mạng thua bạn ạ. Đánh hai mạng nhá. Giải thi đấu ôi giời ơi, tiếc quá. Bạn căn góc lực kiểu gì mà đánh 8 điều 9 thế nào mà rơi cái vào lỗ. Lỗ 10 anh em ạ. Tặng không cho bạn Văn Ngọ một ván. Tặng không luôn. Điều 8 ra 9 mà chết cái thì đúng là tặng không anh em ạ. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3 cho Văn Ngọ. Tặng không một ván. Xếp khuôn anh em nhé. Xếp khuôn phá luôn phiên. Thể thức này tôi nghe anh em vận động viên nói là rất là lâu rồi mới thấy thi đấu cái thể thức này. Phá luôn phiên và xếp khuôn. Bình thường thì anh em tập luyện và thi đấu là xếp phiên. Nó có một cái gì đấy hơi dễ hơn là xếp khuôn anh em, xếp khuôn có vẻ khó hơn. Rồi, chết một bi rồi, chết bi số 8 rồi. Bi số 8 tôi thấy là rơi xuống lỗ giữa rồi.
Mình không nắm rõ được bạn thắng đâu ạ. Hai đồng chí, hai bạn này thì mình không rõ là hạng A hay là hạng B, nhưng mình nhìn thì cũng hao hao hạng B thôi. Cho nên hạng A tôi nghĩ là đánh có nghĩa phải mượt hơn đấy. Hai nhà vẫn đang đánh cờ tướng chuyển đi chuyển lại con một, chưa ai chịu ăn, rất lười ăn. Ok bạn Nguyễn Quang Thắng nha, cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái tin rất là bổ ích. Trả lời bạn trả lời comment của bạn Nguyễn Văn Đảng nhá. Trận Việt đang đánh kia là like hay là có like bạn nhá. Like bạn vào kênh Upload nhá, upload.com bạn nhá. Đúng kênh của cái hãng bàn này luôn đấy, đang like ở trên kênh đấy. Theo tôi được biết thì là như vậy. Bạn thử tìm fanpage Upload xem. Nào, 2 ra 3 kiểu gì đây? Ái chà, không được rồi. Theo tôi đoán là ý đồ của anh Văn Văn San là đang xem bình luận. Xem bình luận của anh Văn San, anh ấy cu lê để anh ấy phá 7 và 3 ra nhưng mà lại không thành. Ok. Tôi nghĩ là chìa khóa của ván bàn này thì đã được mở rồi đấy. Rất là sáng sủa rồi. Giờ chúng ta chỉ có ngồi xem màn dọn bàn của Văn Ngọ thôi. Ok. Rất buồn cười nhưng mà lại lấy nối à? À đúng rồi, anh ấy lấy nối là tôi thấy lâu lâu. Ôi, ôi giời, nhảy nữa thì có va chạm. Trên bàn còn 2 bi nữa thôi, 7 và 9. Đẹp lắm rồi. Không phải nói trước chứ bên kỹ thuật cho lên tỷ số đi. Ba đều cho Văn Ngọ. Hoan hô. Ba đều. Ok Văn Ngọ. Tỷ số là ba đều. Hai bên gần như là bước về vạch xuất phát rồi anh em ạ. Càng. Càng đét luôn. Ván đấu thứ 7. Quyền đề 3 là cơ thủ Văn Ngọ. Văn Ngọ đánh tay chiều, Văn San thì đánh tay phải. Tay chiều thì ngồi bên trái mà tay phải thì lại cũng ngồi bên phải. Chết rồi. Chết hai bi. Một cú phá hợp lệ đến từ vị trí Văn Ngọ. Còn riêng đường thứ hai luôn.
riêng đường 2 luôn. Ok. Nào, ba nào. Xử lý. Quá đẹp. Rất là mềm mại anh em ạ. Mềm mại và chính xác. Không một động tác thừa. Trên bàn còn 6 bi nữa. Ok. Ok anh em nha. Tỷ số được nâng lên cho Văn Ngọ rồi. 4-3. Nghiêng về Văn Ngọ. Nếu mà hai cơ thủ này là đồng hạng A hết thì rất hiếm hoi trong một bảng đấu đông người như thế này, hơn 100 cơ thủ mà lại bốc thăm mà lại trúng vào được với nhau như này anh em nhé, rất hiếm đấy. À, ngày hôm nay ngày thi đấu đầu tiên nhưng mà rất nhiều cơ thủ hạng A hoặc là hạng chuyên nghiệp, xong rồi thì lại vớ phải các bạn cơ thủ hạng C, hạng B, thực chất là vào trận đấu bị ngợp, trình độ nó khác nhau mà vẫn phải đánh đồng, thực sự là rất vất. Nhưng mà vất thì vẫn phải thi đấu thôi anh em ạ, tại vì cái thể lệ chương trình của cơ cấu của giải là như vậy. Bạn Văn San bạn vừa có một pha phát bóng gọi là sờ mông con hài một tí thôi. Không hiểu ý đồ của bạn ấy là cố tình hay là bạn ấy đánh bị sơn mỏng quá, bạn cắt tít mỏng quá. Ôi giời ơi, ý đồ của bạn Văn Ngọ là bạn ấy cài áp phê. Con hài trúng mặt nửa con hài chạy qua lỗ 10 và con cái sẽ đứng sau bi số 6 bắt đuôi nhưng mà không thành. Không thành anh em ạ. Rồi. Rất gọn, anh em xem hai cơ thủ này xử lý hình bi rất là gọn, anh em có thấy như vậy không? Đã mắt. Đó. Đánh cực kỳ nhanh và đã mắt luôn nha anh em nhé. Rồi. Hai bằng. Cúp hai bằng lên. Nào bây giờ anh sẽ làm một đường. Ba bằng nào. Hai bằng thôi nhưng không cần ba bằng anh em ạ. Hai bằng. Rồi. Tỷ số rất là giằng co, trên bàn còn một viên bi số 9 thôi. Rất có thể đây là một ván gỡ hòa rồi.
Tỷ số là 4 đều. Rất căng anh em ạ. Căng đét luôn. Hai cầu thủ Văn Ngọ và Văn Sàn cứ giành giật nhau từng ván một. Giành giật từng viên bi một. Tỷ số theo đuổi sát nút nhau anh em ạ. Một trận đấu rất là hay. Ô, chào idol nhá, chào idol Hiếu. Hiếu Thái Nguyên. Idol Hiếu không biết là có tham gia giải này không? Từ sáng giờ là tôi chưa nhìn thấy idol. Chào Đỗ Ngọc Hào nhá. Chào 300 anh em đang theo dõi trên livestream của Hợp Cơ Bilas. Giải Apollos Cup mở rộng ở Pool 2022. Ui giời. Chúng ta cùng trở lại tình huống của trận đấu. Văn Ngọ là người phá. Chết một bì. Và ra hình luôn anh em ạ. Hình đẹp luôn. Ok. Rồi. Theo như cá nhân tôi nhận định thì là trên bi trên cái hình bàn này thì không có một cái tình huống nào nữa cả. Liệu có một chấm run nào cho anh Văn Ngọ hay không? Anh em cùng theo dõi. Ôi rồi ôi. Tôi vừa nói xong thì anh Văn Ngọ anh lại để con bà đứng ở cửa lỗ không chết. Thật đáng tiếc anh em ạ. Quá đáng tiếc. Một hình bi không phải là quá khó với anh Văn Ngọ. Tôi chưa hiểu ý đồ của anh đánh cái gì mà sao lại lắc lỗ được con bi đấy nhỉ. Anh đè 4 ra 5. Đúng là chân công trình luôn. Anh Văn Sàn. Khẹt thật anh em ạ. Điều 7 hơi non lực. Anh điều 7 lỗ giữa. Wow. Anh này cắm chốt 7 lỗ 10 điều 3 bằng. Giữa lỗ luôn. Ôi trời ơi. Bạn thấy hay chưa? Quá là hay luôn. Một điểm cộng đến từ cơ thủ Văn San. 5-4. Nghiêng về Văn San. Chúng ta đến với ván đấu thứ 10. Ôi, hai cầu thủ tạm dừng nghỉ giữa trận đấu rồi. Đi vệ sinh chiến thuật. Đi vệ sinh chiến thuật anh em ạ. Chào cầu thủ Văn Thơ nhé. Quá tiếc đúng không? Trượt con bài như thế là quá tiếc. Phá ra một hình bi đẹp, không vướng gì, không có một tình huống gì mà anh Văn Ngọ anh ấy đánh con bà lắc lỗ. Quá đáng tiếc. Ván tiếp theo sau đây mà anh Văn San anh ấy được quyền phá mà anh ấy đi chấm thì tỷ số bắt đầu lại cách biệt thêm một ván nữa. Khó khăn lại bắt đầu đè nặng, áp lực lại bắt đầu đè nặng lên đôi tay của Văn Ngọ. Rất nguy hiểm những cái khúc như này anh em ạ.
Ok, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với trận đấu giữa cơ thủ Văn Ngọ và Văn San nhé. Ván thi đấu thứ 10, game chạm 9. Cú đề 3 của cơ thủ Văn San. Không thấy một con bi nào, mục tiêu nào xuống lỗ em ạ, anh em. Một con riêng đường. Thế nhưng mà tôi đang nhìn thấy cái hình bi này là nó đứng thành cặp một, tôi không hiểu kiểu gì. Đấy, hiện tại tôi đang thấy có 3 cặp bi, trên bàn có 9 bi thôi nhưng mà có 6 con bi, 3 cặp bi đứng song song với nhau. Wow, anh Ngọ anh vừa, ui rồi ôi, anh vừa tính là anh đánh sượt mặt một giò chín lỗ tít, nhưng mà không thành anh em ạ, hơi khó. Dọn ván bàn này, tìm phương án dọn ván bàn này thì nó cũng hơi là rích rắc, mấy cặp bi nó lại đứng song song với nhau anh em ạ. Không được rồi. Rồi, không được rồi. Phơi một rồi anh em ạ. Con hai này mà dính băng rồi mà chặt thì rất nguy hiểm anh em nhé. Vào áp phê phải là rất nguy hiểm. Đấy, nếu mà vào áp phê mà đủ à, có khi là còn chết cái luôn anh em ạ. Chết con bị chủ ở bên lũ góc bên tay trái này luôn. Ok. Đuôi rồi. Ây da, một pha sút tê cực kỳ là khó đấy. Ôi rồi, lỗi rồi, quên đặt bi cho Văn Ngọ rồi. Bạn Văn San, bạn định là đánh xuyên qua khe nhưng mà lại không thành. Ui dà, hai anh này gọi là toàn đưa khán giả vào những cái tình huống như này. Điều ba băng kiểu gì mà nhét nó cái trúng lỗ 10, lỗ giữa anh em. Ok, cẩn thận lên nào, không để sai sót xảy ra, cân bằng tỷ số. Anh em Sóc Sơn có nhà nào Sóc Sơn không nhỉ? Theo tôi được biết thì cơ thủ Văn Ngọ là ở Sóc Sơn. Anh em nào Sóc Sơn? Ở Sóc Sơn ấn phím 1 cổ vũ cho Văn Ngọ xem nào. Phá trên đến 4 bi. Quá hay. 5 con bi còn lại thì nằm cùng trên một nửa mặt bàn. Trên bàn đã đang còn 4 bi nữa. Chết không? Úi. Ok, ui giời. Tôi tưởng con bi cái chạy thắng vào lỗ góc nữa thì thôi. Khoai rồi. Không ra hình bi 7 anh em ạ. Chém bi 6 giữa lỗ, chém khó, không kiểm soát được lực con bi trụ. Ok.
Ok. Ôi giời. Đùi luôn anh em ạ. Ba bi thẳng nhau hay sao ấy. Bạn Ngọ bạn ấy cài sượt má chạy, mới còn chạy một đầu. Bây giờ thì như là theo tôi nhực nhìn thấy là như nó đang đuôi rồi, ra đo rồi. Bạn Văn Sơn ra đo như thế này là hết đường rồi anh em ạ. Không còn đường sơn mỏng nữa rồi. À hai băng rồi. À hai băng thì các bạn biết rủi ro rất nhiều. Hên xui rất nhiều. Đó. Ấy. Hình như lại không còn đường lỗ tít nữa rồi. Đường lỗ tít dễ thẳng tắp thì lại bị vướng mất con 8. Chúng ta cùng chờ xem là Văn Ngọ sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Cắt bảy lỗ giữa chăng? Cắt bảy lỗ giữa. Căn lực điều 8 luôn lỗ giữa luôn. À dạ, có va trổ. Có va trổ rồi. Ôi giời. Còn đường không? Quá may mắn anh em ạ. Vẫn còn riêng đường. Ok. Dính băng. Ái chà chà. Lực vừa đẹp, vừa tới băng thì đứng lại. Trên bàn còn một bi nữa thôi. Ok. Tỷ số được quân bình trận đấu về rồi. Tỷ số là 5-5. 5-5. Đúng là tỷ số rất giằng giật anh ạ. Từng ván từng con bi một. 5-5 cho Văn Ngọ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai anh lại đưa nhau về vạch xuất phát. Một trận đấu quá hay. Pha đề 3 ván thứ 11 của Văn Ngọ. Chết không? Không chết một con bi nào anh em ạ. Không chết một con bi nào cả. Không chết một con bi nào. Bi hình ở cái thế này thì cũng bình thường. Không khó mấy. Rồi. Anh Văn Sơn anh ấy điều như cánh diều luôn. Một đồ đánh rất tự tin. Ấy. Rồi. Anh em có thấy đúng như thế không? Một đồ đánh rất tự tin đến từ Văn Sơn. Văn San. Một cầu thủ nam tên là San. Tôi cứ đọc là Sơn. Trong giới bia anh còn có một cái tên khác nữa, đó là Trịch anh em nhá. Nghe rất là hài nhưng mà đúng đấy là sự thật nha. Anh ấy tên là Trịch. Chính xác là anh Trịch Bắc Ninh. Mọi người nghe chơi cho vui thôi chứ không được hiểu sai nhá. Có tình huống là con bi 6 anh em ạ. Con bi 6 nó đang đứng khuất. Con bi 8 đang đứng khuất. Tôi đang nhìn xem là còn đường không hay là anh sẽ đưa ra một quyết sách là à rồi, ok, đấy, hết đường. Hết đường, anh Văn San anh vừa có một thủ bi. Cân 6 đi và cái đứng ngay sau con 9 thì là không nhìn thấy, đuôi rồi. Chúng ta xem Văn Ngọ sẽ xử lý như thế nào đây. Ba băng. Không được rồi. Anh tính sai mất góc rồi. Ra sai mất góc và tính sai. Quyền đặt bi cho Văn San.
Phá bắt đùi đẳng cấp đến từ Văn Sàn. Anh đánh rất thanh thoát. Đấy, không có cái gì là khó khăn. Việc đưa bì xuống lũ cực kỳ là thấy đấy đơn giản. Thao tác rất gọn. Rồi. Ấy, úi giời. Anh lùi vừa thôi, không lại lùi vào xuống lũ giữa thì thôi. Chết dở luôn. Trong game đấu này là có một ván là anh đã đưa điều từ 8 ra 9 là con bi chủ đã xuống lỗ giữa rồi đấy. Ok. Tỷ số được nâng lên cho Văn San. 6-5. Đấy, sẽ rất là nguy hiểm cho Văn Ngọ khi ván đề 3 thứ 12 này lại thuộc về Văn San. Và tỷ số cũng đang nghiêng về Văn San anh em. Chúng ta cùng đón xem là có ra hình không. Tất cả ăn nhổ của phá. Ôi giời. Ôi giời ơi. Chết chín rồi anh em ạ. Chết chín rồi hay sao ấy. Tôi nhìn như kiểu là chết chín rồi ấy. Ok, chết chín rồi, hợp lệ luôn. Chết chín và hợp lệ luôn anh em ạ. Tỷ số lại tiếp tục được gia tăng cách biệt 7-5 nghiêng về Văn San. Một cú phá rất uy lực. Chết luôn con bì số 9. Tính điểm luôn. Rồi. Thì ra là 5 khuôn 9 và một con bi 7 hoặc con 3 nào đấy là đã va vào đít con 5. 9 chạy thẳng giữa lồ góc. Nhìn qua khuôn mặt cơ thủ Văn Ngọ là tôi thấy không vui cho lắm. Nhưng mà không vui thì cũng phải chấp nhận thôi đúng không anh em? Rồi. Ui rồi, ui rồi. 19 đều chạy anh em ạ, chạy đít luôn. 9 chạy ra cửa lỗ góc xa bên phải luôn. Nhưng mà như tôi nhìn theo cái tình hình này là không ra hình. Con 2 có vẻ là đứng sát băng quá. Không còn đường vào lỗ 10 nữa. Còn không. Ôi giờ nó lại vướng dòng chữ. Không nhìn được. Còn đường luôn. Làm thế nào bỏ kỹ thuật cho cái zoom cái bản này xa một tí anh em nhỉ? Đúng cái lúc xem bi con 2 xem là có còn nhiều đường hay không mà nó lại vững chữ. Không nhìn được. Tôi nghĩ là anh Ngọ sẽ thủ. Thủ con bi này. Sau đít 4. À anh cân. À anh định cân 9 anh em ạ. Anh định cân 3 vào 9. Dò luôn 9. Một ý đồ rất rõ ràng của Văn Ngọ. Nhưng mà cú cân này hơi dày. Tôi nhìn thấy là hơi dày. Nhưng mà nó vẫn ra một thế bi an toàn. Tương đối an toàn. Ra một thế bi an toàn luôn. Ok. Anh Văn San anh đánh con 3 vào độ tít thì cũng đúng địa chỉ rồi nhưng mà chỉ về đến cống thôi anh ạ, anh em ạ. Chưa làm con bi rời giữa lỗ được. Wow. Một pha chạy đạn bắt đùi. Hết sức là đẹp mắt. Đùi hự luôn. Anh San có vẻ ra có vẻ ngao ngán rồi. Cái dính sát luôn bi số 7. Không biết là còn đường A nào để chạm được con bi số 3 hay không. Ta cùng xem trình độ A băng của bạn Văn San. Không được rồi. Lỗi rồi, rất khó.
rất khó để có thể trúng được bi số 3, rất khó để trúng bi số 3 anh em ạ. Liệu bạn Văn Ngọ có thể rút ngắn được tỷ số qua cái ván đấu này không? Không còn bi tình huống nữa rồi. Hình bi trên bàn khá thoáng anh em ạ. Chỉ còn 6, 7, 8, 9, 4 bi nữa thôi. Văn Ngọ cố lên. Còn 2 bi trên bàn nữa rồi. Ok. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7 cho Văn Ngọ. Trận đấu rất căng thẳng. Quá căng anh em ạ. Giành giật từng viên bi, từng ván đắng một. Tỷ số lúc nào bám sát nhau. Đúng là có khả năng hai cơ thủ này là cùng hạng anh em ạ. Cùng hạng B cộng hoặc hạng A gì đấy. Tôi không nắm được hai hạng của hai cơ thủ này. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ 14. Ôi. Chết một rồi. Có viên bi va chạm viên bi số 9. Đẩy lên rất là cao. Nhưng mà không ra hình anh em ạ. Bi số 1 chết rồi mà bi số 2 đứng sau bi số 9. Vướng mặt con cái không còn đường riêng. Chúng ta cùng xem phần sửa sai của bạn. Ôi, ui giời ơi. Phần A bằng thân sầu của bạn Văn Sàn. Chúng nó bị số 2. Hợp lệ. Hình như là vẫn nhìn thấy. Cũng vẫn là đuôi như thế. Tình huống trước thì con 9 gần con 2, tình huống này giờ con 9 lại gần con cái anh em ạ. Ôi ôi ôi, úi giời. Phơi rồi. Văn Ngọ cháy đạn phơi rồi anh em ạ. Một khúc thi đấu rất quan trọng khi tỷ số đang là 7-6 nghiêng về Văn Sàn. Không thờ ơ được. Văn Sàn mà giành thắng được ván này có nghĩa là sẽ đưa tỷ số, đưa trận đấu bước vào ván hưu. Rất áp lực cho Văn Ngọ. Trên bàn thi đấu TV này là còn hình như là còn cả tính cả giây anh em nhé, tính giờ nhé. Nên là cái tác phong của vận động viên là cực kỳ phải nhanh. Không có động tác thừa anh em nhé. Một ván chắc chỉ xin giờ được một lần. Ok. Thoáng lắm rồi.
không còn gì nữa rồi. Trên bàn chỉ còn 3 bi thôi. Thoáng lắm rồi. Ok. Rồi. Chúc mừng Văn San, tỷ số đã được gia tăng cách biệt 8-6. Từ ván này đổ đi là áp lực sẽ đè nặng lên đôi vai của Văn Ngọ cực kỳ lớn. Khi Văn San đã bước vào ván hưu, còn Văn Ngọ thì phải được lấy 3 ván nữa. Nhưng mà không có gì là không thể cả. Chúng ta cùng chờ đón xem phần trình diễn của hai cơ thủ. Tôi nghĩ là vẫn có gì đấy hay hay để xem tiếp nhé. Tuy rằng là bạn Văn San đã bước vào ván hưu rồi, nhưng mà tôi vẫn còn có cái gì đó để chúng ta xem. Ra hình không? Rồi. Ôi. Ôi giời ơi. Thế là xong rồi. Mất đường luôn, con bi số 3 ở đâu đứng ra mà chạy ra đứng ngay trước mặt bi cái. Không nhìn thấy bi số 1 nữa. Khả năng là sẽ báo an toàn con bi này thôi. Quá đen cho Văn Ngọ. Một cú phá đầy uy lực. Đưa con bi 1 về lỗ góc, chết một bi hợp lệ mà. Anh A luôn anh em ạ, A luôn. Rồi, ui rồi ôi không được rồi. Anh A anh tính toán luôn là cho chết luôn con 1 và sẽ điều luôn con 2 mà không thành. Không thành. Con 1 lắc lỗ rồi. Nhưng đứng ở một cái thế bi rất là khó chịu. Không biết là bạn Văn San bạn xử lý con 1 này như thế nào. Bạn lấy cài áp phê xử lý cắt luôn con bi 1 vào lỗ góc, hay là bạn sẽ là chạy đạn. Bạn sẽ khó nhá. Tối như bạn chạy đạn rồi, anh ấy chạy đạn rồi. Không đuôi đâu. Đây bạn ơi. Nhất điểm mất. Rất áp lực. Không được rồi. Cắt mỏng. Ôi. Lại. Ra đuôi anh em ạ. Quá đỏ cho anh Văn San. Anh Văn San anh cắt một lỗ tít nhưng mà lại ra hơi mỏng.
hơi mỏng một tí, con một đã chạy lên đứng cửa lỗ 10. Nhưng mà lại ra đuôi. Tôi nghĩ là anh Ngọ sẽ cầm gậy sút tê thôi. Rồi, đúng như thế luôn, sút tê anh em ạ. Sút luôn. Khoảng cách là khá xa đấy. Con bi chủ phải bay qua đầu con hài. Khoảng cách là khá xa, ba con bi cũng xa nhau. Không được rồi. Không được rồi anh em ạ. Ok. Một pha chạy đạn đến từ chạy đạn thành công đến từ các chị Văn San. Lại sút tê tiếp. Rồi. Văn San đánh con một lắc lỗ anh em ạ, không thành công, để ra một cái hình bi cũng tương đối là cũng không ngon, tương đối là khó. Rồi, ok, giờ xử lý con hai thế nào đây? Con hai xử lý thế nào đây anh em nhỉ? Không thể nào mà nối được, lý do là con 7 tôi nghĩ là nó đấy chạy đạn thôi, chứ còn nó cách băng ngắn nên nó cũng không thể nào mà đi ghép giò con 7 được. Phương án của anh Văn Ngọ là anh cân con 2 đi, cho con cái đứng ở đầu này, cho con bị chủ đứng ở đầu băng ngắn nhất xa đây, rồi nhất xa nhì côn. Ôi giời ơi, một pha đánh quá đẳng cấp, chính xác giữa lỗ, đến từ vị trí của Văn San. Anh em ạ, anh em mình chơi bia cứ thường nói câu nhất xa nhì côn, thế mà anh Văn San anh ấy quánh con hai giữa lỗ, tuy rằng rất xa. Tuy rằng đưa được bi xuống lỗ nhưng mà nhìn vẻ mặt anh Văn San có vẻ là không được ưng ý cho lắm anh em ạ. Không ưng ý cho lắm. Không thành công rồi. Không thành công. Trên bàn còn 4 bi nữa thôi. Con bi 6 nó này chạy qua lỗ 10, qua lỗ giữa một tí. Không biết là bạn Văn Ngọ sẽ xử lý như thế nào cái tình huống này. Ôi giời ơi. Suýt nữa, một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi thì con cái
đánh chết con sầu lũ góc xa, nhưng mà con cái nhẽ nữa thì vào lũ 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 giữa anh em ạ. Rồi ôi, quá là may mắn anh em ạ. Một pha đánh con bẫy căng đét lỗ tít mà vào má giày không thành, con bị cái chạy ngược lên rồi va vào con bị số 8, đập đúng má con bị số 9 rơi vào lỗ tít. Một ván thắng rất là ngớ ngẩn cho Văn Ngọ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm được cái việc này đâu. Khó thế mà cũng làm được. Trên bàn chỉ còn có 3 bi 7-8-9. Tỷ số có rút ngắn xuống còn 7-8 cho Văn Ngọ. Ván thi đấu thứ 16, quyền đề 3 thuộc về Văn San. Ra hình gì không? Không có hình gì anh em ạ. Phá không chết bi nào. Không chết con bi nào. Đuôi không? Ôi đuôi rồi. Đuôi rồi anh em ạ. Bàn bên là trận đấu giữa idol Khải Tóc Dài và Quang Thiện, đang rất nhiều cảm xúc anh em ạ. Rồi bây giờ xử lý thế nào đây? Tiếp tục với trận đấu của Văn Ngọ và Văn Sơn. Rồi. À. Bạn ấy kéo cái về xa thế này thì tôi nghĩ là bạn ấy sẽ đánh lỗ giữa. Đánh con hai lỗ giữa. Ờ đánh ba chứ. Trời. Nhìn nhầm màu. Hay quá nhỉ. Quá chính xác. Không được rồi. Chưa
Được rồi. Ôi giời ơi, không được rồi. Chết con bi chủ. Rồi, còn 5 bi trên bàn nữa thôi. 5, 6, 7, 8, 9. Liệu Văn San có cắt tiết của tình không anh em? Ok. Hình bi này như là hình bi tập anh em ạ. Đấy, như là hình bi tập. Rồi. Cắt tiết cuộc tình không còn gì nói rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là Văn Ngọ sẽ xuống nhánh thua. Còn Văn San tiếp tục đi vào vòng trong. Bắt tay rồi. Bắt tay rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi phần livestream trực tiếp của hợp cơ Bilas của trong giải A Plus mở rộng 2022. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Hẹn anh em vào một livestream gần nhất. Đó chính là khoảng 9 giờ sáng mai. Anh em chú ý theo dõi đón xem tất cả các trận đấu được phát trên livestream hậu cơ Bilas. Cảm ơn anh em nhé.